Đây là cụ tổ cụ nói nhá. Như tại ở Việt Nam ta vào đời Hậu Lê có một vị sư ở chùa Quang Minh đấy, ngôi chùa này đây, cụ nói đây, đời Hậu Lê đấy. À, công hạnh niệm Phật tuy đã sâu mà vì nguyện tâm không chí thiết nên khi mãn phần chuyển sinh là một vị đế vương ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc. Đây là tôi nghĩ chắc đánh máy sai, hoặc là cụ xem cái tài liệu nó không chuẩn. Ngày xưa tôi theo xem tài liệu bằng chữ Hán á, là triều đại nhà Minh, chính là vua Minh Thần Tông bên Trung Quốc. Thầy Hậu Lê chúng ta xem sang á, nó ở vào trùng vào cái thời nhà Minh bên Trung Quốc chứ không phải thời nhà Thanh. Thời Hậu Lê nhưng mà nó đầu của thời Hậu Lê. Về sau nhà vua Nhân dùng gì nước giếng của chùa ấy, tức là chùa Quang Minh, để rửa vết son ghi trên ghi tên tiền kiếp của mình trên trên lưng, trên bả vai, trên lưng ấy, mới cảm khái làm giấy, làm mấy bài thi. Mấy bài thi thì là mấy câu thơ đó, là mấy câu thơ. Trong ấy thì có hai câu như thế này: ngã bản Tây Phương nhất Phật tử, Vân Hà lạc tại đế vương gia. Ý nói là ta vốn là con của Phật A-di-đà ở Tây Phương, cớ sao lại lạc vào gì nhà đế vương như thế này. Chúng ta thấy không? Một ông vua lúc đó mà còn than rằng, làm câu thơ than rằng, ta vốn là con Phật A-di-đà ở Tây Phương, cớ sao lạc vào gì nhà đế vương như thế này. Tức là kiếp trước ông vừa tu thiền vừa niệm Phật, biết trước ngày giờ mà ngồi mà ra đi, biết trước là mình gì, mình ra đi, cho nên bảo đệ tử với một số người dân lấy cái bút xoan viết lên trên lưng của ông này là Quang Minh Tử Sa Môn, thích thanh gì đó, thích đạo gì đó, vân vân, tên của vị sư đó lên. Và sau khi thì phát hóa sinh vào trong vương cung của nhà Minh bên Trung Quốc, lên làm Đông Cung Thái Tử, Thái Cử Tử, Đông Cung Thái Tử, rồi lên làm gì, làm vua Minh Thần Tông. Văn bản là cổ là vua Minh Thần Tông, nhưng đây cụ là gọi là vua nhà Thanh bên Trung Quốc. Này là chắc là đánh máy sai, hoặc là cái thông tin mà cụ đọc được á, nó không đúng với cái bản cổ vậy. Thế cũng có thể đây là đính chính lại như thế, thì chúng tôi đọc theo bản cổ. Đấy, chúng ta thấy không? Ta vốn là con Phật A-di-đà Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này. Lạc vào đấy là do ai? Do ông ấy chứ do ai? Do thầy chứ do ai, đúng không? Do ông ấy chứ do ai? Lạc vào đấy nếu mà ông mà tu thì ông vẫn tu được. Nhưng mà đằng này ông là gì? Ông muốn đi xóa hết cả cái gì? Cái dấu tích còn lại đi. Nếu ông á, vẫn để cái dấu tích đó để luôn luôn á, nhắc nhở mình á, kiếp trước mình là sư, bây giờ mình là vua, thì vua cũng phải gì? Phải chăm lo cho dân, lo để tu tập như là gì? Vua gì của Việt Nam? Vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, và đặc biệt là vua gì? Vua Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy làm vua như vua Trần Thái Tông là vua đầu nhà Trần đó, tức là Trần Cảnh đó, bị Trần Thủ Độ ép cho lấy vợ của anh mình á, cho nên chán đời quá là trốn lên núi Yên Tử tu, gặp quốc sư Phù Vân á. Phủ Vân bảo là trong núi vốn không có Phật, Phật vốn ở tại gì? Chỉ ở tại tâm mình. Trong tâm mình nhá, nghĩ tới Phật thì đó gì? Đó chính là Phật rồi. Và khuyên vua đi về để lo việc triều chính, nhưng đừng quên việc tu hành. Chúng ta thấy rất là hay. Nghe lời quốc sư Phủ Vân khuyên như vậy, Trần Thái Tông bắt buộc phải cùng với Trần Thủ Độ về làm vua. Nhưng mà một ngày vẫn gì? Vẫn giữ 6 thời tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, cùng với làm việc triều chính. Chúng ta thấy không? Vì Trần Thái Tông tu tập như thế, công đức như thế, sinh ra mấy người con, thì trong đó có 10 người con giỏi nhất, có thể gánh vác giang sơn xa tắc, và lại có thể kế tục cái bước đi của người cha, đó là gì? Là tu hành và hộ trì Phật Pháp. Đó chính là vua gì? Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông lại tiếp tục gì? Kế tục được sự nghiệp của cha, lại phát triển được cái sự nghiệp của cha. Đó, không chỉ hộ trì Phật Pháp mà là còn tu tập Phật Pháp rất chân chính. Về già lên ngôi Thái Thượng Hoàng được vài năm sau, bỏ ngôi Thái Thượng Hoàng và gì? Đi tu ở trong chùa. Và Trần Thánh Tông sinh ra một mấy đứa con, thì có một người con xuất chúng, đó chính là gì? Đó chính là Trần Khảm.
Trần Khảm chính là Trần Nhân Tông đó. Và Trần Nhân Tông sau khi lên làm vua, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông cùng với cha mình là Trần Thánh Tông đó, đánh lần thứ nhất. Trần Nhân Tông á, hai lần á, cùng với quân dân tướng lĩnh của nhà Trần á, của đất nước á, Đại Việt chúng ta lúc đó hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông nữa, thì về ông lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi lại cho con, đó là Trần Anh Tông. Và làm ở Thái Thượng Hoàng mấy năm xong thì liền cũng bỏ luôn ngôi vị Thái Thượng Hoàng, lên núi Yên Tử ẩn cư tu hành một thời gian, và sau này trở thành tổ khai tổ sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy không? Đấy, nếu mà như mà Minh Thần Tông của Trung Quốc, tức là hậu thân của cái vị sư ở chùa Quang Minh ở Hưng Yên Việt Nam chúng ta, mà ông ấy biết tu, ông để là cái chữ đó để luôn răn nhắc mình để tu. Nhưng đây tội gì ông lại phải đem xóa đi rồi lại còn viết cái bài thơ để than rằng là ta vốn là con Phật Di Đà ở Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này. Ai làm sai? Ông ấy làm sai chứ còn ai làm sai nữa. Ở trong cái cảnh ngũ dục lục trần đấy thật là khó tu vậy. Đó. Cho nên đây thì cụ tổ chúng ta mới nói, tuy nhiên vừa biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương cảnh phúc lạc quá nhiều nên cũng không tu hành được, niệm Phật mà thiếu tín nguyện, kết quả là như thế đấy. Thấy chưa? Niệm Phật như ông sư ở chùa Quang Minh ấy, mà thiếu tín nguyện vãng sinh ấy, kết quả là sinh vào làm bậc đế vương ở một nước lớn, làm đế vương rồi khi sung sướng rồi, vợ đẹp con ngoan kẻ hầu người hạ, cung tần mỹ nữ rồi á, sơn hào hải vị, nó làm cho gì không thoát ra được cái ngũ dục lục trần cảnh của thiên ma ba tuần ở răng ra đấy. Cho nên xóa đi cái chữ son ở trên lưng mình, xóa xong rồi còn kêu là ta vốn là con Phật A Di Đà Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này, thế mà lại đem đi xóa đi. Chả có ai gì ngu như cái ông sư ấy cả, đúng không? Tôi nói thật đấy, chả có ai ngu như ông sư đó cả. Nếu ông sư đó ông để lại cái chữ đó, ông luôn luôn sách tiến mình, nói rằng đời trước mình là sư, đời này làm vua, mình càng phải gì ạ? Tu tập làm nhiều công đức hơn nữa. Giống như Trần Thái Tông của Việt Nam chúng ta, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta, thì cái ông vua đó thì lại có phúc đức vô cùng vô tận. Trẻ khỏe thì làm vua, về già mà ông ấy xả bỏ được vương vị, ông ấy xuất gia như Trần Nhân Tông mình ấy, thì ông có khi làm gì? Làm Phật tổ của Phật giáo Trung Quốc vậy. Nhưng ông không làm được điều đó. Ấn Độ thì có Phật Thích Ca, Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, còn Trung Quốc thì không có ông vua nào xuất gia thành Phật như Ấn Độ và như Việt Nam chúng ta vậy. Đó, chúng ta thấy đây cũng là một cái điều rất là hy hữu và rất tốt cho gì? Cho lịch sử cũng như cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta, lịch sử nước nhà chúng ta. Cho nên xét kỹ lại lời Ngài Ngẫu của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là gì? Được vãng sinh cùng chăng hay không? Không quan trọng vấn đề phẩm vị cao hay thấp, mà quan trọng nhất là được vãng sinh cùng không. Thì có đỗ vào cái trường đại học đó hay không? Nếu mà không đỗ, chúng ta thi lớp 12, chúng ta thi vào rớt mùng tơi rồi thì chúng ta còn cơ hội để trở thành cái người học giỏi số 1, số 2, số 3 ở trong cái ngôi trường đại học đó hay không? Còn không? Không còn nữa. Mà điều quan trọng nhất là phải thi để sao đỗ được vào cái trường đại học đó đã. Đỗ rồi chúng ta mới phấn đấu trong vòng năm đầu, năm 2, năm 3, năm 4 đứng trong top đầu, top 10 của cái trường đại học ấy. Nhưng thi không đỗ là mất cơ hội. Cho nên ở đây cụ tổ của chúng ta mới nói là gì? Điều quan trọng đây không phải là vấn đề phẩm vị cao hay thấp, mà là quan trọng là được cùng vãng sinh chăng. Đấy, cho nên ráng đấy, một cái tấm vé đới nghiệp vãng sinh các Phật tử chúng ta cũng phải ráng đấy. Tôi cũng phải ráng, thầy cũng phải ráng, chứ không phải mình chúng ta ráng, thầy cũng phải ráng. Mà tín nguyện là điều gì? Điều kiện phải có. Và điểm cần thiết nhất đó là gì? Là nguyện. Trong tín và nguyện thì cái nguyện là cần thiết nhất. Nguyện đừng có lìa bỏ, đừng có lìa bỏ. Đại sư lại nhấn mạnh, nếu tín nguyện bền chắc, khi lâm chung chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết định được vãng sinh.
Chúng ta thấy nếu mà nguyện bền chắc, chỉ cần 10 niệm hoặc là một câu A Di Đà Phật cũng được vãng sinh. Đây là ngày Ngẫu Ích Đại Sư vậy. Cho nên chúng ta gì ráng, đừng có bao giờ để cho cái chí nguyện chúng ta gì nó luống qua. Trái lại, công hành trì tuy vững nhưng như vách sắt tường đồng mà tín nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phúc báo trời người mà thôi. Cụ nói là, tổ nói là trái lại với cái nguyện, mặc dù có tin và gì có niệm đó nhưng mà nguyện không có thì ví như là gì, có vành thành đồng vách sắt đi chăng nữa, gió thổi không qua đi chăng nữa thì cũng không được vãng sinh vậy đó. Cho nên nguyện là quan trọng nhất trong ba cái này, thì cái nào cũng quan trọng nhưng nguyện là quan trọng nhất. Nguyện mà có thì một niệm cũng được vãng sinh, một niệm khi tắt hơi thở chúng ta xưng một câu A Di Đà Phật thôi cũng được vãng sinh. Cho nên các Phật tử nhớ lấy, hôm nay là ngày bao nhiêu, 25 tháng tư nhuận năm Canh Tý tại ngôi chùa Khai Nguyên, nhớ lấy lời thầy Thịnh giảng về niệm Phật thập yếu. Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm dẫn lời của ngài Ngẫu Ích Đại Sư là một trong gì, trong những vị tổ nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa nói chung và tông phái Tịnh Độ nói riêng của Phật giáo Trung Hoa, dạy rằng chỉ cần giữ được cái nguyện kiên cố khi xả bỏ báo thân, một câu A Di Đà Phật cũng được vãng sinh. Nhớ câu này, nhớ kỹ câu này cho tôi. Bất cứ chúng ta gặp hoàn cảnh nào trong cuộc sống, sau này chúng ta không đủ duyên được mọi người đến chờ niệm khi chúng ta ốm cũng không sao. Con cái nó cho chúng ta vào trong viện, nó nằm trong viện cũng không sao. Kể cả chúng ta mê man bất tỉnh đi chăng nữa, ở phần bên ngoài cũng không sao. Nhớ là bên trong này này, nhớ hôm nay là ngày 25 tháng tư nhuận năm Canh Tý tại ngôi tại giảng đường chùa Khai Nguyên này, thầy Đạo Thịnh thầy giảng về lời Phật Ý Tổ dạy rằng chỉ cần giữ cái nguyện vãng sinh tha thiết, lúc đó trong tâm không niệm được, ra mồm thì thôi, ra môi, ra lưỡi thì thôi, ra hơi thì thôi, ra tiếng thì thôi, ra âm thanh thì thôi cũng không sao. Cốt là trong tâm tâm chúng ta nhớ được cái câu gì, A Di Đà Phật, Phật sẽ đến rước chúng ta về Tây Phương. Chúng ta sẽ không bao giờ bị đau khổ trầm luân ở trong cõi đời này nữa. Đấy, cho nên hãy nhớ điều đó. Lời này chỉ rõ, thà tín nguyện bền chắc, dù phần hạnh kém chút ít cũng được vãng sinh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu Tịnh Độ, tâm nguyện chân thiết, có tính cách trọng yếu biết bao. Đấy, đây chúng ta thấy, đây là nói về gì? Nói về cái tâm tín nguyện, mà đặc biệt là nguyện tâm phải kiên cố vậy. Đừng có để cho cái tâm nguyện cầu vãng sinh của chúng ta thì nó lãng quên, nó lui sụt. Đã, hãy cố gắng nhớ cho nó đến những cái hơi thở cuối cùng. Cho dù là, tôi xin lỗi các vị, cho dù sau này chúng ta không may có nằm liệt giường liệt chiếu trên giường bệnh, có không nói được ra lời thì chăng nữa, nhưng trong tâm thức, trong A Lại Gia chúng ta, trong sâu thẳm tâm thức của chúng ta, hãy nhớ được bài giảng hôm nay của thầy mà đừng có quên cái nguyện vãng sinh Tây Phương. Nhớ lấy một câu A Di Đà Phật cho đến 10 câu A Di Đà Phật, chắc chắn khi chúng ta vừa đứt hơi thở, hơi lạnh vừa gì vừa hết, cái hơi ấm vừa hết, thần thức chúng ta, trung ấm thân của chúng ta thấy A Di Đà Phật hiện ra trước mắt và tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nếu A Di Đà Phật không đến, lúc đó sẽ có người khác đến, đó là ai, là Địa Tạng Vương Bồ Tát đến. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát đến thì thôi, thì bao giờ thầy được vãng sinh, thầy chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi thì thầy xin với Phật A Di Đà, thầy sẽ đến để rước các vị đi. Được chưa? Thế là các vị không lỗ nhá. Không bị lỗ tí nào. Không lỗ tí nào.